Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của lễ áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Trung Bộ, nên thời tiết ở khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng mưa đan xen, trời mát. Dự báo tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì tiết trời nhiều mây và có mưa rông ngắt quãng từng đợt. Nhiệt độ hạ thấp chỉ còn trong khoảng từ 25 đến 26 độ, trời dịu mát, có gió nhẹ. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng nhau cảm nhận mùa thu Hà Nội qua những tuyến phố thơm mùi hoa sữa lẩn khuất trong từng làn gió hanh hao, phải không quý vị? Sang ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có thể có mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50mm. Có mưa cùng với sóng lạnh yếu từ phía Bắc xuống nên miền Bắc sẽ mát mẻ, nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá mức 32 độ. Hình thái thời tiết này tại Hà Nội được dự báo sẽ kéo dài cho tới ngày Chủ nhật 25 tháng 9. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây Hà Nội, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, có lúc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong khoảng 24 đến 31 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong khoảng 25 đến 32 độ. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!